trình cơ bản của thủy tinh học đúng không? Xong cái chỗ này rồi đúng không? Ý nghĩa của cái phương trình cơ bản của thủy tinh học loại 2 này. Xong cái này rồi anh nhỉ? Và nhìn thấy chưa? Cái phần ý nghĩa này là xong rồi đúng không? Nghĩa của áp suất P0 và áp suất P gamma bằng gamma áp này. Chỗ ý nghĩa của P gamma là đã học chưa nhỉ? Hai cái phần ý nghĩa này. Rồi thì ạ. Ok. Này, đây sang ví dụ. Ví dụ là có một con kênh với đáy nằm ngang. Tức là độ dốc đáy y bằng 0. Thì cuối kênh người ta đặt một cái cửa van phẳng chắn ngang kênh này, thì cửa van này là thẳng đứng tức là vuông góc với đáy, và độ sâu nước trong kênh bằng với đỉnh của van bằng h0. Yêu cầu là vẽ cái biểu đồ phân bố áp suất lên cái cửa van này. Vậy thì ta sẽ vẽ cái cửa van này thì nó chắn nước này, một bên là nước trọng lượng riêng là gamma, một bên là không có nước, áp suất ở trên mặt thoáng P0. Vậy bên trái của nước thì ta sẽ vẽ bên trái trước. Thì áp suất nó có hai thành phần đúng không? Thành phần thứ nhất là P0 là truyền nguyên vẹn tới mọi điểm trong môi trường chất lỏng, tức là nó sẽ là dạng phân bố đều, phân bố đều lên một cái thành phẳng hình chữ nhật, à, một cái thành phẳng luôn thì nó sẽ là phân bố dạng hình chữ nhật nha. Còn cái thành phần gamma, tức là nó sẽ là phân bố
bậc nhất tuyến tính, tuyến tính tức là bậc nhất đúng không? Theo cái độ sâu h ở trên mặt thoáng h bằng 0 và đáy thì h bằng h 0 thì là sẽ là dạng phân bố hình tam giác như này. Đấy, cái biểu đồ phân bố của nó là tam giác, còn cái ông b 0 như là biểu đồ phân bố là hình chữ nhật. Đấy là biểu đồ phân bố của áp suất phía bên trái cái cửa van này, nó gồm hai biểu đồ đấy, một cái biểu đồ do p 0 và một cái biểu đồ do p gamma và gamma h. Thế phía bên phải không có nước thì nó vẫn có khí, và khí ở đây thì áp suất là p 0. Vậy thì biểu đồ phân bố của nó sẽ là hình chữ nhật như kia. Nên mà biểu đồ phân bố áp suất này chúng ta thấy rằng là áp suất khí P0 ở hai bên là sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau. Vậy thì áp suất thực tế hay còn gọi là áp suất hiệu dụng tác dụng lên cái cơ van này chỉ là cái thành phần áp suất trọng lượng P gamma thôi. Đó gọi là áp suất hiệu dụng. Và sau này khi chúng ta đi tính áp lực lên cái cửa van này thì chúng ta cũng chỉ đi tính cái thành phần áp lực hiệu dụng thôi, không tội gì mà đi tính toàn bộ từ hai bên cả, rồi lại phải triệt tiêu lẫn nhau, tổ hợp thì nó phức tạp. Và chúng ta chỉ đi tính cái lực do cái thành phần áp suất hiệu dụng tác dụng lên này. Và cái áp suất P0 này thông thường nó là áp suất khí quyển PA. Thì thầy nói là PA thì không phải luôn luôn là 98.100 mà chỉ là ở cái khu vực đồng bằng này thôi. Còn lên cao PA nó sẽ nhỏ hơn đúng không? Áp suất khí nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng là lúc nào thì trong không khí nó cũng có áp suất. Tức là áp suất trên mặt thoáng là như thế nào thì áp suất ở phía sau cửa van nó cũng là như vậy. Nên là cái thành phần PA này thông thường nó sẽ bị triệt tiêu đi. Vậy thì sẽ có cái loại áp suất gì mà để biểu thị cái sự này, cái sự triệt tiêu này, thì chúng ta sẽ đi đến khái niệm về các cái loại áp suất. Đó là áp suất tuyệt đối, áp suất dư, áp suất chân không.
Đây ba loại áp suất này, thì cái thành phần thứ nhất được gọi là áp suất tuyệt đối, cái loại áp suất thứ nhất đấy nó chính là bằng T0 cộng gamma H, tức là áp suất thực hay là áp suất toàn phần thì được, thì nó là áp suất tuyệt đối. Ví dụ như cái áp suất khí quyển PA nó là áp suất tuyệt đối nhá. Là áp suất toàn phần hay là áp suất thực. Thì khi so sánh áp suất tuyệt đối với áp suất khí quyển này thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi áp suất tuyệt đối lớn hơn áp suất khí quyển thì người ta sẽ khái niệm ra cái loại áp suất hiệu dụng, lúc này là áp suất dư, là bằng tuyệt đối trừ khí quyển. Và khi áp suất tuyệt đối nhỏ hơn áp suất khí quyển thì sẽ có cái áp suất gọi là áp suất chân không. Áp suất chân không thì bằng trừ áp suất dư, tức là sẽ bằng áp suất khí quyển trừ đi áp suất tuyệt đối. Hai cái loại áp suất tuyệt dư hay áp suất chân không này nó là hai loại áp suất hiệu dụng. Nói từ hiệu dụng ở đây thì chúng ta sẽ hình dung chủ yếu nó để làm cái phương diện là gì ạ? Đó là về mặt xác định áp lực. Dư tức là sẽ có cái phương thì đương nhiên là vuông góc với mặt chịu lực rồi. Còn dư thì là chiều, là hướng từ chất lỏng vào mặt chịu lực. Còn khi mà nói là tồn tại dạng chân không ấy thì nó hướng từ ngoài vào mặt chịu lực. Tức là không phải từ chất lỏng nữa mà từ môi trường khí bên ngoài vào mặt chịu lực. Hay hình dung dễ hình dung hơn thì nó chính là từ mặt chịu lực mà nó hướng vào chất lỏng. Đấy, ngược lại với dư. Còn thực ra là nói về cái khí này thì áp suất của khí chân không với dư ấy, thì nó về mặt kỹ thuật thôi thì chúng ta sẽ chủ yếu là liên quan đến vấn đề lực. Nhưng mà trong các cái ngành khác thì nó lại ứng dụng khác nhau. Đơn giản nhất thì là cái thời gian Covid này thì người ta hay có cái khái niệm là buồng áp lực âm hay là buồng chân không, nghĩa là thế nào? Thực ra là người ta cứ hay thích gọi cái khái niệm là áp lực, nhưng nó là áp suất không phải áp lực nhá. Những cái chỗ đấy lại gọi là ví dụ như một phòng, người ta gọi là phòng áp suất âm, tức là áp suất chân không, tức là cái phòng đấy là khí trong phòng nó không lọt được ra ngoài. Khi mở cửa ra thì khí là nó bị hút từ ngoài vào,
chứ nó không bị khí nó không bị đẩy ra ngoài, thì người ta gọi là cái buồng đấy là buồng áp suất âm hay là áp suất chân không. Là luôn luôn trong tình trạng là áp suất ở trong đấy nó nhỏ hơn khí quyển ở ngoài. Vì sao? Vì cái buồng đấy là buồng điều trị bệnh nhân COVID. Nếu như áp suất trong đấy mà là khí quyển bằng với áp suất khí quyển hoặc lớn hơn khí quyển thì sao ạ? Thì con virus nó sẽ bị đẩy ra ngoài khi mà chúng ta mở cửa. Đóng cửa thì ok chả sao, nhưng mở thì nó sẽ là vấn đề, đúng không? Vậy là người ta phải luôn luôn là hút khí để duy trì cái áp suất khí ở trong đấy nhỏ hơn khí quyển, kể cả là những cái xe người ta còn chế tạo ra những cái gọi là giường bệnh hay là cáng cứu thương của bệnh nhân để điều trị COVID, đây là với áp suất âm. Tức là cái virus, cái hơi thở người ta là cái virus đấy nó không bị phát tán ra bên ngoài. Đấy, để điều trị những cái bệnh về hô hấp, tức là các cái bệnh viện nhiệt đới. Các bệnh viện nhiệt đới là các bệnh là bệnh viện nhiệt đới là bệnh viện mà điều trị các cái bệnh về hô hấp ấy. Thì người ta phải có những cái buồng bệnh như vậy. Còn đương nhiên để tạo ra cái áp suất chân không thì người ta phải hút khí ra. Đúng không? Hút khí thì đương nhiên là người ta sẽ có máy máy hút và thì không khí đi qua cái máy đấy thì đương nhiên là nó phải diệt khuẩn rồi, diệt vi khuẩn, rút vi khuẩn hết, chứ không có chuyện là người ta lại hút cái virus vi khuẩn đi thả ra môi trường bên ngoài thì không có chuyện đấy nhá. Đấy là chúng ta đã xong cái phần lý thuyết về phương trình cơ bản của thủy tinh học. Phương trình cơ bản của thủy tinh học thì các bạn cần phải nắm được cái phương trình loại 2 này, là phương trình để đi xác định áp suất. Phương trình này quan trọng nhất. Còn áp suất thì nó có hai thành phần đấy, đấy là ý nghĩa. Một thành phần P0 là áp suất bên ngoài, một thành phần gamma h là áp suất do trọng lượng của nước. Sau đó là chúng ta cần phải hiểu cái khái niệm về áp suất tuyệt đối, áp suất dư và chân không. Thế còn tại sao có dư có chân không ạ? Thì như thầy nói rồi, đó là do muốn đưa ra cái thành phần áp suất dụng.
Này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài tập về phần áp suất này. Bài số 1. Đây người ta cho một cái bể. Sau đó là đổ nước vào đến cái độ sâu H. Từ mặt thoáng đến đáy đúng không ạ? Áp suất ở trên mặt thoáng là cái quyển. Yêu cầu xác định áp suất tuyệt đối và áp suất dư tại cái điểm A đấy. Dưới đáy theo các đơn vị là kg trên mét vuông. Newton trên mét vuông á à. Biết H bằng 2 mét.
Đây bà này, trước tiên là trả lời câu hỏi áp suất tuyệt đối. Suất tuyệt đối ở dưới đáy bình, tức là tại điểm A này, sẽ bằng áp suất trên mặt thoáng là PA cộng với gamma nhân H, đáy số thôi. PA nếu tính theo đơn vị là Newton trên mét vuông thì ta sẽ có PA là 98.100 Newton trên mét vuông này, cộng với gamma. Lúc này thì gamma sẽ phải lấy theo đơn vị Newton trên mét khối, nó sẽ là 9.810 Newton trên mét khối. Nhân V này, H là 2 mét thì sẽ được kết quả áp suất nhận được tuyệt đối đây sẽ là Newton trên mét bình. Còn nếu tính theo đơn vị kg trên mét bình ấy, thì PA nó sẽ là 10.000.
và gamma sẽ là 1.000 kg được trên mét khối. Kg trên mét bình, và nếu mà đổi ra newton kg trên cm bình ấy, thì 1 mét vuông là bằng 1 mét bình là bằng 10 mũ 4 cm bình, đúng không? Nếu nó ở mẫu nên là ta phải chia cái 12.000 kg trên mét bình chia cho 10 mũ 4 thì sẽ thành 1,2 kg trên cm bình. Muốn ra đơn vị áp, đơn vị áp là cái đơn vị chỉ để từ đơn vị của lực trên đơn vị diện tích này chúng ta quy đổi mới ra được đơn vị là áp, đúng không ạ? Chứ không tính trực tiếp ra đơn vị áp đâu mà phải đổi đơn vị. Đoạn, từ đơn vị newton trên mét bình mà muốn đổi ra áp đấy thì ta sẽ chia cái giá trị của nó cho 98.100, đúng không? Vì một áp bằng 98.100 newton trên mét bình thì sẽ được 1,2 áp. Như vậy ta thấy rằng là cái giá trị của đơn vị kg trên cm bình và giá trị của đơn vị áp nó sẽ bằng nhau, đúng không ạ? Giá trị hai ông này bằng nhau. Và khi bạn nào mà có xe máy khi mà đi bơm xe thì nó để ý người ta bảo là bơm bao nhiêu cân, nhưng không phải là bơm khối lượng mà đấy là chính là bơm áp suất trong xăm xe, là trong lốp xe đạt bao nhiêu kg lực trên cm bình nhá. Nên tại sao người ta lại không dùng áp? Ta không thích, mặc dù là kg trên cm bình bị áp nó giống nhau, tức là cùng cái áp suất đo bằng hai cái đơn vị đấy thì nó giá trị nó phải giống nhau, nhưng người ta lại thích dùng cái đơn vị kg trên cm bình hơn. Và cái kim trên kim đồng hồ chỉ cái áp suất khí ở trong lốp ấy, chính là đơn vị đo của nó là kg trên cm bình. Còn câu hỏi thứ hai là yêu cầu thứ hai đấy là tìm áp suất dư. Áp suất dư thì theo định nghĩa là bằng áp suất tuyệt đối trừ khí quyển. Cách tiếp cận thứ nhất này, cái dòng thứ nhất này theo định nghĩa bằng áp suất tuyệt đối trừ khí quyển, đúng không? Còn cách tiếp cận thứ hai là chúng ta sẽ lấy luôn áp suất dư ở trên mặt thoáng. Cộng gamma áp. Đúng không? Cách tiếp cận thứ nhất là theo định nghĩa này. Tiếp cận thứ hai thì áp suất dư ở điểm A sẽ bằng áp suất dư trên mặt thoáng cộng gamma h. Có nghĩa là cái cách này là thì là đây là phương trình cơ bản của thủy tĩnh học loại 2 đấy.
có thể dùng cho áp suất tuyệt đối hoặc áp suất dư, nhưng hai vế phải cùng loại. Có nghĩa là vế trái là dư thì vế phải cũng là dư, mà vế trái là tuyệt đối thì vế phải là tuyệt đối. Đây cái phương trình P áp suất tuyệt đối tại A bằng PA cộng gamma A. Là phương trình này là dùng cho áp suất tuyệt đối này. Còn áp suất dư là P dư A sẽ bằng PA trừ PA cộng gamma H này. Đúng không ạ? Và thông thường đấy thì người ta sẽ không viết cái PA trừ PA này, mà người ta viết sẽ viết luôn là P dư A bằng gamma H thôi. Đúng không ạ? Đấy là rồi chúng ta ra giải lao ít phút tí nữa đến một.
Năm bài số 2. Đọc nhá. Vâng ạ. Thầy cho em hỏi bài số 1 một chút ạ. Nói đi. Nếu mà nó bảo là áp suất tuyệt đối trên mặt thoáng là 0,9 AT thì tính thủy tinh tuyệt đối với áp suất dư thế nào? Thì ở đây thay vì PA thì nó là P0. Đó. Đây nha. Được có hai câu hỏi như vậy. Áp suất là PA 98.100.
Đây là P0 đúng không? Không bị chín nát à? Dạ vâng ạ. Đây là bằng 0,9 nhân với 98.100 này. Có nhiều vậy nhá. Bằng 8829 cộng. Lúc này easy như này tính chả khác gì, nhưng mà thay vì nó là PA thì sẽ là P0 này. 88.200 à? Đấy. Một mình bảo lên 9 cho 10. Cái này sẽ là 9.000. Sẽ là 11. P dư cách thứ nhất theo định nghĩa sẽ là PA trừ PA. À, chỗ này là P0. À, từ đây sẽ là P0 trừ PA. Cộng ra mã hoặc lấy trên mặt thoáng luôn, đây là P0 trừ PA cộng gamma h tay số theo đơn vị này đúng không, và nó sẽ là 88.290 trừ đi 98.100 này. Thì sẽ là 9.810 thôi. Đây là đơn vị kg trên mét bình. Con này là 9.000 trừ đi 10.000
Đó chưa? Được rồi. Nha. Bài 2 này. Bài 2 này thì là người ta có một cái bình kín mà khí ở trong bình là bị nén lại. Cứ bình kín thì áp suất trên mặt thoáng nó sẽ là P0 khác PA. Lớn hay nhỏ hơn thì tùy. Thì để đo cái áp suất ở trên mặt thoáng này thì bây giờ người ta dùng cái ống đo áp chữ U nhìn vẽ. Thì trong cái ống đo áp chữ U ấy là có chứa thủy ngân. Tại sao người ta lại cho thủy ngân vào ống đo áp này? Thì đấy là vì để giảm chiều cao của ống đo áp ấy, thì người ta sẽ cho thủy ngân vào. Vì sao? Vì cùng một cái áp suất nhé, thì chiều cao của thủy ngân so với nước nó sẽ giảm đi 13,6 lần. Đây sẽ nói đơn cử nhất là gì? Chúng ta hay nghe đến số là 760 mm thủy ngân đúng không? Nó chính là tương ứng một áp. Tức là chỉ có 0,76 m thủy ngân nó đã tương ứng với một áp rồi. Trong khi là nước là gì ạ? 70 m nước thì mới được một áp. Như vậy là 0,76 m thủy ngân nó tương ứng với áp suất của 10 m nước. Nên là trong các loại thiết bị đo này, người ta để giảm kích thước của thiết bị đo này, cụ thể ở đây là giảm chiều cao, là người ta sẽ dùng thủy ngân ở trong đấy. Bài này là khoảng cách từ mặt thoáng cho đến đầu này ống đo áp là H1 này. Khoảng cách từ đầu vào ống đo áp cho đến mặt phân cách giữa thủy ngân và nước là H2 này. Và độ cao của thủy ngân là H3. Yêu cầu là xác định áp suất thủy tĩnh dư tại cái điểm M trên mặt thoáng, hay chính là P0 dư. Viết là P dư tại M hay là P0 dư là như nhau nhé.
Cái bài số 2 này nó có hai loại chất lỏng, thủy ngân và nước đúng không ạ? Thì cách làm chúng ta có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất là dùng cái mặt nắng áp. Mặt nắng áp đối với chất lỏng trọng lực là những mặt nằm ngang đúng không ạ? Lý thuyết rồi. Đây à. Ta sẽ chọn mặt nắng áp là đi qua mặt phân cách ra hai lớp chất lỏng. Ở đây mặt cái điểm ta gọi là cái điểm phân cách giữa hai lớp chất lỏng là cái điểm B đấy. Vậy sẽ chọn cái mặt phẳng thẳng áp đi qua B. Thì cái mặt này nó cắt qua bể tại điểm A và cắt ở nhánh kia của cái ống đo áp tại điểm C. Như vậy là ta thấy rằng là áp suất tại A sẽ bằng áp suất tại B vì cùng trên một mặt thẳng áp của môi trường nước. Áp suất tại B thì sẽ lại bằng áp suất tại C vì cùng trên một mặt thẳng áp của môi trường thủy ngân. Ba cái nhờ cái việc chọn mặt áp qua cái điểm B đấy thì chúng ta sẽ có tính chất bắc cầu là áp suất tại A và áp suất tại C bằng nhau. Sau khi xác định được mối quan hệ áp suất này thì ta sẽ sử dụng phương trình cơ bản của thủy tĩnh học loại 2 để biết áp suất mối quan hệ giữa áp suất tại A và áp suất tại C với áp suất ngoài của nó. Với áp suất ngoài của A tức là áp suất ở trên mặt thoáng đúng không ạ? Ở trong bình. Còn áp suất ngoài của điểm C sẽ là áp suất của khí quyển bên bên trên cái ống đo áp. Vậy thì áp suất dư tại M này sẽ bằng áp suất dư tại A mà trừ đi gamma của chất lỏng là gamma nước nhân H1 cộng H2. Ở đây viết cái này là chúng ta đã viết áp suất tìm. Còn nếu mà đi theo phương trình cơ bản của thủy tinh học ấy thì sao ạ? Thì nó là áp suất ở dưới bằng áp suất trên cộng gamma nhân độ sâu đúng không? Cũng như nhau thôi.
đây là thay vì nó sẽ là như này đúng không? Còn viết quen rồi thì viết trên thì sẽ bằng dưới trừ đi, còn dưới thì sẽ bằng trên cộng vào, phải không ạ? Còn áp suất P dư C này sẽ bằng gamma thủy ngân nhân H3. Thực chất thì nó là áp suất dư trên mặt thoáng, nó sẽ là 0 cộng gamma của chất lỏng nhân độ sâu H3. Vậy thì qua cái đấy thì tính được P không dư đây chính là P dư M đúng không ạ? Đây là cách thứ nhất là dùng mặt áp. Cách thứ hai là chỉ dùng phương trình cơ bản của thủy tinh học loại 2. Này, phương trình cơ bản của thủy tinh học loại 2 là gì? Đấy là áp trong cùng một môi trường chất lỏng này. Cùng một môi trường chất lỏng nhé. Nhớ thầy là như vậy. Thì áp suất ở điểm bên dưới sẽ bằng áp suất ở điểm bên trên cộng với gamma của chất lỏng nhân với lại độ sâu. Và độ sâu ở đây không nhất thiết phải theo phương thẳng đứng, tức là không phải gióng từ điểm M xuống điểm A, hay từ điểm mặt thoáng của cái nhánh của cái phần đo áp này, ống đo áp này xuống điểm C, không phải như vậy. Mà chúng ta có thể cái điểm nó ở điểm B này so với điểm M vẫn được bình thường, chứ không phải là hai điểm theo phương thẳng đứng. À, mà đây áp suất tại điểm M và B là cùng môi trường nước, vậy thì hai cái điểm này nó thì áp suất tại điểm B sẽ bằng áp suất tại điểm M nhân với gamma của chất lỏng cộng với gamma của chất lỏng nhân với lại độ sâu của điểm B, chính là chênh cao giữa hai cái điểm này.
Bây giờ chúng ta phải hình dung là độ sâu nó chính là cái chênh cao giữa hai cái điểm đấy. Và cái điểm B cũng so với mặt thoáng phía phim thải của Thủy Ngân, đúng không? Tức là cùng môi trường Thủy Ngân thì P dư B sẽ bằng gamma Thủy Ngân nhân H3 luôn. Cái chênh cao giữa điểm B với mặt thoáng nó là H3. Nếu nói là độ sâu thì đôi khi các bạn này hay nghĩ là nó phải theo phương thẳng đứng hai cái điểm đấy, nhưng thực ra nó là chênh cao giữa hai cái điểm đấy nhé. Hiểu ý chỗ này chưa? Đấy thì cái cách thứ hai này áp dụng nó sẽ ngắn hơn và sẽ không nhầm. Trong nhiều cái bài ấy, nó sẽ nó cái ống đo áp nó lằng ngoằng mà chúng ta cứ đi dùng mặt đằng áp thì sẽ phải nhiều mặt đằng áp và nó sẽ dễ dẫn đến sai. Bài số 3 thì các bạn tự làm nhé, dễ thôi. Bài số 4 này, bây giờ đo chênh áp giữa hai điểm chính là hai cái ống cũng sử dụng ống đo áp chữ U mà có chứa thủy ngân trong ống đo áp đấy. Cách làm cũng có hai cách đúng không, dùng mặt đằng áp hoặc chỉ sử dụng phương trình cơ bản của thủy tinh học.
Đây bài này thầy chỉ giải theo cái phương trình cơ bản của thủy tính học bài 2 thôi nhé. Thì mối quan hệ giữa áp suất, quan trọng nhất là áp suất tại các điểm cần này. Ta cần tranh áp suất tại A và B đúng không? Và đây có điểm 1 và điểm 2 là hai cái điểm trên mặt phân cách giữa hai lớp chứ nào. Nhớ là nước ở A và B thì cái áp suất nó không liên quan với nhau, không cùng một môi trường nước, mà đây chỉ có cái phần liên quan là gì ạ, nó qua cái ống loá thủy ngân ở giữa này, đúng không? Tức là điểm A và cái điểm 1 là áp suất liên quan nhau, điểm B và điểm 2 là áp suất liên quan nhau, 1 và 2 liên quan nhau, đúng không? Từ đó mới tính ra được chênh áp giữa A và B. Tức là ta biết cái phương trình cơ bản của thủy tính học là cho các điểm của cùng một môi trường chất lỏng, điểm A và điểm 1 này, 1 và 2, 2 và B. Dạ. Thì áp suất tại A là PA sẽ bằng P1 cộng gamma nước H1 này, PB sẽ bằng P2 cộng gamma nước H2 này, còn P2 sẽ bằng P1 cộng gamma thủy ngân nhân H. Đấy, từ đấy sẽ tính được cái chênh áp ra ở B. Bài này đơn giản hơn sang những cái bài này.
Bài số 6 này cũng tương tự. Đây cái bài số 7 này. Và chúng ta cần lưu ý. Nói chung là bài nào cũng chỉ duy nhất cái phương trình cơ bản của thủy tinh học là giải được. Bây giờ có một cái bình thế này, hay là quả cầu hay là ống gì đó, đại loại là người ta muốn tìm áp suất chân không trong cái bình khí này. Bình này, trong cái bình này chứa khí nhé. Muốn đo áp suất chân không thì bây giờ muốn đo áp suất thì người ta dùng cái ống đo áp chữ U. Nó không phải là một, nó có một chữ U như lúc trước, mà bây giờ nó gồm hai cái chữ U như này cơ. Đúng không? Thì cũng biết trên cái trên cao của chất lỏng ở trong đây H1, H2 như này. Đây giải cái phần này. Bài này thì cái hình vẽ nó lại cho là cái điểm B mới lại cái mặt thoáng ở thủy ngân tiếp xúc khí ấy, bên ngoài này là ngang nhau. Thôi cái đấy không quan trọng. Không cần. Ở đây ta sẽ sử dụng phương trình cơ bản của thủy tinh học loại 2 để biết cái mối quan hệ giữa áp suất của cái điểm thôi. Đi từ ngoài vào trong nhé. Ngoài vào trong này. Thì tại tại cái điểm trên mặt thoáng chúng ta có thể biết là áp suất tuyệt đối hoặc áp suất dư đều được. Người ta hỏi chân không nhưng không bao giờ biết được phương trình cơ bản của thủy tĩnh với áp suất chân không nhé, mà chỉ có thể viết với áp suất dư hoặc áp suất tuyệt đối, một trong hai loại thôi. Chân không là từ cái việc tính hai cái áp suất kia thì mới ra được cái chân không. Giờ đây ta sẽ viết với áp suất tuyệt đối nhỉ. Trước tiên là điểm C, áp suất tại C sẽ bằng áp suất PA trừ đi làm thủy ngân nhân H2 đúng không? Trên thì bằng dưới trừ, còn dưới thì bằng trên cộng. Cái đấy thì cái này là
gọi là chuyển vế của học sinh cấp 1 rồi nhá. Đây còn trong cái môi trường nước này, tức là ta sẽ biết mối quan hệ giữa áp suất tại B và C. Thì áp suất tại B sẽ bằng áp suất tại C cộng với lại gamma nước nhân H2 đúng không? Tranh ca. Còn bây giờ trong cái thủy ngân từ A đến B thì ta lại được áp suất tại A sẽ bằng áp suất tại B mình trừ đi gamma thủy ngân nhân H1, và áp suất tại A thì lại bằng áp suất P0. Vì đã cùng môi trường khí thì áp suất nó như nhau. Trong một môi trường khí hữu hạn thì áp suất nó như nhau. Khí nó không tuân theo phương trình cơ bản của thủy tinh học à. Thực chất là nó cũng có, nhưng cái vấn đề là sao ạ? Vấn đề là khí thì cái mật độ hay cái khối lượng riêng hay chính là trọng lượng riêng của nó là bằng có 1/1000 nước thôi, đúng không? Tức là trên cao của nước là 1 mét thì phải bằng khí cùng cái mật độ đấy trong 1000 mét cơ. Dạ. Do vậy là cái sự thay đổi của áp suất khí trong một môi trường hữu hạn nên là nó vô cùng bé nên người ta không xét đến. Bạn hiểu ý chưa? Nên là khí ở mặt đất hay là khí ở cái tầng 230 thì người ta coi là áp suất như nhau thôi. Nên cao đến 100 mét thì người ta vẫn coi là áp suất khí bằng áp suất khí ở mặt đất nha. Đó chưa? Đâu hết rồi mà không thấy ông nào trả lời đấy. Đấy nhá, thì như vậy là ta tính được cái áp suất P0 này. Đó. Sau khi viết các công thức thì đến bước cuối thì mới thay số. Tính kết quả đúng không? Sau khi tính được rồi thì sẽ từ đấy là tính ra áp suất chân không. Thì áp suất chân không thì sẽ bằng áp suất khí quyển trừ đi áp suất tuyệt đối. Thì đấy là một số bài về áp suất. Những bài mà thầy chưa chữa, tức là nó tương tự mà chúng ta sẽ phải tự làm, đúng chưa? Rồi hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Hẹn gặp lại các bạn thứ hai tuần sau nhé. Dạ vâng ạ. Thì vâng, em chào thầy ạ. Rồi chào cả lớp nhé. Vâng, em chào thầy học. Ooh.